Xin chào khán giả của Duy Anh. Nói đến wristwatch là nói đến những chiếc đồng hồ sang trọng, thanh lịch với thiết kế mỏng và nhẹ. Nhưng điều đó cũng sẽ gây khó khăn cho những bạn có cổ tay tương đối lớn một chút. Nếu bạn là một người như vậy thì đừng bỏ qua video này nhé. Vì trong video này Đức sẽ nói đến những sản phẩm thực sự dành cho các bạn. Ở đây mình đang có hai chiếc đồng hồ hết sức nổi tiếng đến từ hai thương hiệu Thụy Sĩ đã rất quen thuộc, đó là Tissot và Mido. Một bên là Tissot Chemin de Tour, dòng sản phẩm wristwatch size lớn thành công nhất của hãng với tên gọi gợi nhớ đến con phố nơi đặt trụ sở đầu tiên của Tissot. Ở phía đối diện là Mido Commander, vị tướng đầy dũng mãnh, mẫu đồng hồ được lấy cảm hứng từ tòa tháp Eiffel vĩ đại. Đây là con át chủ bài trong những dòng sản phẩm đầu bảng của cả hai thương hiệu. Xét về mặt doanh số và độ phổ biến thì chỉ đứng sau Lalocq và Baroncelli. Trước tiên chúng ta hãy nói đến điểm chung của cả hai mẫu. Đường kính mặt tính cả vỏ là 42mm, một kích thước khá lớn so với wristwatch truyền thống thường là chỉ dưới 40mm. Tuy nhiên đối với những người có cổ tay lớn, chu vi từ 17-18cm trở lên thì đây lại là lựa chọn rất là tuyệt vời. Chiếc đồng hồ với kích thước này sẽ thực sự nổi bật mà vẫn giữ nguyên được phong cách sang trọng, lịch lãm, điều mà các mẫu thể thao cùng kích thước không có được. Nói đến đường kính thì không thể không nói đến độ dày. Chiếc Tissot thì dày là 10,89mm, trong khi chiếc Mido thì dày hơn một chút là 11,97mm. Kích thước này thì rất là hài hòa với đường kính và cũng rất thích hợp cho những người có cổ tay lớn, vì thường thì chu vi tay lớn sẽ đi kèm với dáng tay tròn, sẽ không thích hợp với những chiếc đồng hồ mỏng. Giờ thì mình sẽ nói về những điểm khác nhau, cũng là những gì làm nên chất riêng của hai mẫu đồng hồ này. Nhìn qua thì sẽ thấy cả hai đều có thiết kế mặt tròn với 3 kim trung tâm và một lịch ngày. Tuy nhiên thì Tissot sẽ có thiết kế nghiêng về hướng cổ điển của những chiếc đồng hồ thanh lịch truyền thống. Chúng ta sẽ thấy ở đây kim giờ và kim phút dạng bút chì, kim dây rất mảnh và đều không có tích hợp dạ quang, thay vào đó là hoàn thiện bóng và vắt cạnh đối xứng giúp kim vắt sáng tốt ở dưới nắng. Chuyển sang chiếc Commander, Mido áp dụng triệt để thiết kế nổi tiếng của những dòng đồng hồ thể thao sang trọng những năm 70, trong đó có IWC Engineer, bộ kim cứng cáp đầy sức mạnh được tích hợp dạ quang hỗ trợ nhìn đêm. Kiểu thiết kế này cũng được Mido ứng dụng cho bộ cọc số, tạo nên một tổng thể liền mạch và hài hòa. Tương tự như vậy thì Tissot cũng đề cao tính đồng nhất trên thiết kế của chiếc Chemin. Có điều khác là để tăng thêm tính sang trọng thì sản phẩm này được nhà sản xuất đến từ Lalocq bổ sung thêm 4 cọc số La Mã đối xứng với nhau như các bạn đang thấy. Ngoài ra Tissot còn sử dụng vân Guilty Cloud de Paris cho khu vực này trên mặt số, đối lập với vân Satin ở phần trung tâm, tạo nên thiết kế Sector Dial. Ngược lại thì Mido sử dụng vân Satin cho toàn bộ mặt số. Điểm khác biệt tiếp theo thì nằm ở tính năng lịch ngày. Tuy cùng được bố trí ở góc 6 giờ nhưng Tissot lại trang bị lịch ngày đơn giản, trong khi Mido đem đến một trải nghiệm ấn tượng hơn hẳn với kiểu lịch Big Date. Đây là một chi tiết ý nghĩa đánh dấu thời khắc kỷ niệm 100 năm lịch sử của hãng. Ngoài kích thước lớn hơn rất là nhiều, giúp việc quan sát trở nên dễ dàng cũng như để lại điểm nhấn trong thiết kế, thì kiểu lịch này còn liên quan đến một cơ cấu máy phức tạp hơn hẳn. Cụ thể là sẽ phải dùng hai đĩa lịch thay vì một đĩa lịch để hiển thị ngày. Điều này cũng là lý do vì sao mà Mido dày hơn một chút so với chiếc Tissot này. Về form vỏ thì nhìn chung cả hai mẫu đều rất là mạnh mẽ, vẫn là cách kết hợp hoàn thiện bóng và phay xước rất là hài hòa. Chemin thì có vòng benzen cong 3 chiều, trong khi đó thì chiếc Commander là cong 2 chiều. Và nhìn nghiêng thì chúng ta sẽ thấy được cảm hứng từ chân đế của tháp Eiffel ở mẫu Mido Commander. Giờ chúng ta sẽ điểm qua một chút về bộ máy bên trong, niềm tự hào của cả hai thương hiệu. Cả hai mẫu này thì đều được lắp bộ máy Thụy Sĩ với thời lượng chữ cod lên đến 80 giờ. Đây là một trong những xu hướng trong thời gian gần đây của đồng hồ Thụy Sĩ. Tissot đã đặc biệt thành công và Mido cũũng không hề kém cạnh. Trong khi chiếc Chemin de Tour sử dụng cỗ máy mang tên là Powermatic 80 dựa trên ETA C07111, thì Caliber 80 của Mido lại dựa trên là ETA C07651, biến thể dành riêng cho kiểu thiết kế lịch Big Date. Để có được thời lượng chữ cod cao hơn thì cả hai cỗ máy đều phải điều chỉnh giảm tần số dao động xuống còn 3Hz, tức là kim dây sẽ di chuyển 3 nhịp trong vòng 1 giây thay vì 4 nhịp khi máy được đặt ở tần số 4Hz với chỉ 40 giờ chữ cod.
Quan sát kỹ thì bộ máy của Mido được hoàn thiện tinh xảo hơn so với Tissot, với vân Geneva cao cấp, trong khi cỗ máy của Tissot được hoàn thiện bằng vân sóng. Theo các diễn đàn uy tín thì Calibre 80 của Mido cho hiệu năng tích cót cao hơn so với Powermatic 80 đến từ Tissot. Qua đó thì cót sẽ dễ dàng được nạp đầy hơn. Nếu bạn nào đã sử dụng nhiều đồng hồ, đặc biệt là nhiều đồng hồ cơ, thì Mido thực sự là một lựa chọn đáng cân nhắc đó ạ. Ngoài 2 năm bảo hành chính hãng đến từ hai thương hiệu này, thì các sản phẩm Mido và Tissot mua tại Duy Anh các bạn cũng sẽ được hưởng bảo hành riêng là 5 năm, 5 năm lau dầu bảo dưỡng miễn phí và rất nhiều dịch vụ kỹ thuật rất là tốt khác, ví dụ như là căn chỉnh nhanh chậm, xử lý vào nước, xử lý chống nhiễm từ, tất cả là hoàn toàn là bạn không phải có thêm một chi phí nào. Thực sự thì tay mình hơi nhỏ với hai mẫu đồng hồ 42mm này, nhưng nhìn chung thì cả hai đều lên tay rất là đẹp, rất là tinh xảo. Chúng ta sẽ có thêm cả phiên bản dây kim loại, các bạn có thể tham khảo thêm tại đồnghoduyanh.com nữa nhé. Và đừng quên ghé trực tiếp các showroom của Duy Anh để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Còn bây giờ, Đức xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.